Thưa quý vị, trong chiến tranh, những lúc rảnh rỗi thì cây đàn guitar lại là người bạn thân thiết của người lính, gắn bó với người lính, đi khắp nơi trên chiến trường như là hành trang của người lính. Bởi nhạc sĩ Xuân Hồng đã nói lên những nỗi niềm cảm xúc rất đời của họ. Cây đàn thể hiện được tâm tư rất thầm kín, những giây phút rung động, những khoảnh khắc buồn vui và cả những suy nghĩ mênh mang xa thẳm của người lính. Ngay sau đây, Tốt Ca Nam đến từ Hội Cựu Chiến binh thôn Xuân Sen xin gửi tới quý vị nhạc phẩm Cây đàn guitar của Đại đội 3, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng. Mời quý vị cùng thưởng thức và đón nghe. Thank you.
cho tôi đồ ăn đúng không?